Chốn chợ trời đất không quan lòng người quan thị như trước kia niềm vui cùng hạ trường phước thiện chúng con được cung nghênh thần tòa thân giáo sư đã quan lâm về hạ trường. Kính thưa toàn thể quý phật tử thân mến, kính thưa nhị chúng xuất gia tại gia hiện diện trên pháp tòa là thượng tòa thường phước hà tiến giảng sư, ủy viên ban hợp pháp trung ương giám hội Phật giáo Việt Nam, trụ trì tu viện Tường Vân. Mặc dù việc Phật sự vô cùng bận rộn, nhưng đáp lời thỉnh cầu của ban tổ chức hạ trường phước thiện, ngài đã chính thức quan lâm về đây để ban bố pháp dụ cho nhị chúng xuất gia tại gia chúng ta. Mong rằng qua lời pháp dụ của ngài, đạo tràng chúng ta được tâm trên công đức, được thấm nhuần giáo lý của ngài kính bạch thượng tòa trên tinh thần tôn sư trọng đạo. Vào giờ này ban nghi lễ hạ trường phước thiện, chúng con xin thành tâm cung kính nhân lời tác bạch nam mô a di đà phật. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên đại đức giảng sư, thay mặt nghi chúng hạ trường chùa phước thiện, chúng con xin vận lòng thành đốt nén tâm hương kính dân lên lời tạm bạc. Thôi đơn giản thôi ha, cái gì đó nói đơn giản rồi rồi khỏi lễ lại vậy. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch đại đức thân giáo sư, căn cứ tỳ ni luật tàng, hàng năm khi xem trong đồng khoe sắc thắm, hàng tăng sĩ các nơi đều tập trung một tứ xứ để thúc lường thân tâm, cao dồi giới hành trong 3 tháng mùa hạ. Hôm nay là buổi học đầu tiên nghi chúng trường hạ chùa Phước Thiện cùng tất cả chư Phật tử. Giờ này được trên đại đức với lòng từ bi sẵn có, với đức vị tha vô lượng, không quản ngại đường xá, ra soi Phật sự đa đơn, chấn tích quan lâm về trường hạ Phước Thiện. Vì hàng hậu học chúng con hơi sáng đèn thiện, đánh rền trọng pháp. Vào giờ này nghi chúng con
đã trú trong chánh niệm, ngưỡng mong trên đại đức, từ bi ban bố pháp âm vi diệu. Những lời dạy của đại đức là dòng sữa pháp ngọt ngào, trưởng dưỡng đạo tâm cho chúng con là ánh sáng vi diệu, soi thấu từng tế bào tâm thức, là kim chỉ nam giúp cho chúng con định hướng trong suốt lộ trình tìm về bến giác. Chúng con thành tâm hướng về Tam Bảo, nguyện cầu Tam Bảo gia hộ trên đại đức, pháp thân thường lạc, bát nhã hoa khai, cửu trụ ta bà, hóa độ chúng sanh, viên thành Phật sự, ngưỡng mong trên đại đức từ bi mẫn hứa cả sẽ chứng minh cho chúng con được thừa công đức. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Tát Đài chứng minh. Thế mời đại chúng niệm Phật đi rồi chúng ta học. Nam mô Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa danh quý ni trưởng, quý ni sư, ban tổ chức và ban chức sự trường hạ, kính thưa toàn thể ni chúng, lời đầu tiên chúng tôi xin nguyện cầu mười phương chư Phật gia hộ cho quý ni trưởng, quý ni sư trong ban tổ chức và toàn thể học chúng trường hạ được thân tâm an lạc, vạn sự kiết tường, tinh tấn tu học để đem lại lợi ích lớn cho ba tháng an cư, và kính lời cầu chúc sức khỏe bình an đến với toàn thể quý Phật tử có mặt trong đạo tràng. A Di Đà Phật. Xin thưa các vị, thì chúng tôi được ban chức sự, ban tổ chức trường hạ mời về đây để chia sẻ với các vị qua một bộ môn là Kinh Trung Bộ. Xin thưa các vị, năm rồi thì tôi có đến đây với các vị để tôi chịu trách nhiệm về môn Kinh Trung Bộ, nhưng mà vì năm rồi sức khỏe không cho phép, cho nên tôi chỉ đến đây có một lần một thôi, rồi sau đó thì tôi không có đi giảng dạy nổi, không riêng ở đây mà các nơi tôi đều không đi nổi cả. Cái đó là cũng là cái một cái nghịch duyên. Thì hôm nay tôi quyết lòng tôi quay trở lại đây để có nghĩa là không có dạy cái gì mới mà trả nợ cũ năm rồi, coi như là hôm nay là gắng cố gắng là trong cái mùa hạ này tôi sẽ giải quyết các cái vấn đề nợ nần của năm rồi mà tôi thiếu các vị. Thì coi như là không có cái mới, mà cái này là cái trả nợ cái cũ thôi, cái mới để tính sau ha. Thì năm rồi các vị học với tôi một bài kinh đầu tiên trong Trung Bộ Kinh, đó là bài kinh gì hả, ai còn nhớ không? Này trả tệ giáo thọ sư hết trơn rồi phải không? Cái bài kinh đầu tiên mà tôi đã hướng dẫn cho các vị đó là bài kinh Đoạn Trừ Lậu Hoặc. Và tôi có giới thiệu cho các vị về cái ý nghĩa dẫn nhập và nội dung của Kinh Trung Bộ như thế nào. Hôm nay thì không cần nhắc lại những cái vấn đề đó, mà cái vấn đề đó đã được nói rồi, thành ra tôi chỉ một cách khái quát và chúng ta đi vào trong cái mà bài kinh tiếp theo. Như vậy thì bây giờ vừa qua chúng ta đã học, chúng ta đã biết được là Trung Bộ Kinh là thế nào rồi chứ, đúng không? Trong các cái kinh tạng của Phật giáo nó gồm có hai bộ, cái bộ Nikaya và bộ A Hàm. Thì tôi được biết rằng thầy Giác Nguyên á, thầy phụ trách cho trường hạ chúng ta đây là về kinh A Hàm phải không? Như vậy A Hàm là một bản kinh đối chiếu với kinh Trung Bộ, bởi vì A Hàm nó trực thuộc vào cái hệ Sanskrit và Trung Bộ nó thuộc về trực thuộc hệ Pali. Và tất cả những cái người bên Phật giáo Nam truyền người ta không sử dụng cái bộ A Hàm, mà A Hàm được chuyển dịch qua chữ Trung Quốc, cho nên phần lớn các cái hệ thống của Bắc Tạng, tức là những cái vị thầy theo tinh thần phát triển Bắc Tông, thì sử dụng các bản kinh A Hàm là chính.
Còn những truyền thống của Nam Phương Phật giáo thì người ta đều dựa vào các bản kinh Pali, tức là bản kinh của các hệ thống kinh bộ. Và trung bộ kinh là thuộc về trong năm bộ của trực thuộc Nikaya: trường bộ kinh, trung bộ kinh, tăng chi bộ kinh, tiểu bộ kinh, rồi trường bộ kinh, trung bộ kinh, tăng chi bộ kinh, rồi tiểu bộ kinh, rồi một phần hệ của A Hàm: trường A Hàm, trung A Hàm, tạp A Hàm và tăng nhất A Hàm. Và ở đây chúng ta thấy rằng trung bộ kinh là một trong năm bộ của Nikaya. Năm bộ Nikaya này, trung A Hàm tại sao gọi là trung bộ kinh? Vì cái kinh dài thì gọi là trường bộ, còn kinh ngắn hơn thì gọi là trung bộ. Rồi kinh mà theo thứ lớp mà các pháp số á, thì gọi là tăng chi bộ. Rồi các hệ kinh khác á, gọi là tiểu bộ. Rồi còn một bộ nữa trong năm bộ Nikaya. Như vậy thì bây giờ trong cái năm bộ kinh này thì tôi chia sẻ với các vị phần lớn kinh trung bộ, nó mang tính cách rất cơ bản về các học thuyết của Phật giáo. Những bài kinh mà được Đức Phật dạy ngắn ngắn đã tập lại thành cái kinh trung bộ này. Xin thưa các vị, không phải gọi là kinh trung bộ có nghĩa là trong cuộc đời Đức Phật, Đức Phật giảng một loạt cái nó trở thành trung bộ kinh. Cái đó không phải như vậy. Mà đây là do quá trình kết tập kinh điển, các thánh đệ tử của Đức Phật đã phân loại lại để tập hợp lại cho nó thành từng phần cho giống nhau. Ví dụ trường bộ kinh, không phải ngẫu nhiên cái Đức Phật thuyết một bản kinh gọi là trường bộ kinh, nó không phải như vậy. Mà ở đây là những kinh này Đức Phật thuyết rất dài, và lấy những kinh dài này tập hợp lại thành một cái gọi là trường bộ. Cho nên trường bộ kinh hai tập vậy, nhưng mà có chỉ có 20 bài kinh là hết rồi. Trong đó kinh trung bộ là 3 tập, nhưng mà nó gồm tới 152 kinh. Nhưng mà kinh trung trung như thế thì cũng vậy, không phải Đức Phật dạy một bài kinh trung bộ như thế này, mà những cái đoạn mà Đức Phật dạy tùy trường hợp, tầm cỡ trung trung như vậy, người ta tập hợp lại thành một trong bộ này gọi là trung bộ kinh. Vừa rồi tôi chia sẻ với các vị, đó là bài kinh đầu tiên, là bài kinh đoạn trừ tất cả các lậu hoặc. Mặc dầu nó là kinh số 2, nhưng mà ở đây tôi chỉ mang tính cách là trích dẫn để chia sẻ với các vị thôi. Chứ 3 tháng an cư mỗi một tuần đến với các vị một buổi như thế này thì không thể nào mà chúng ta đem tất cả những kinh của trung bộ ra để hướng dẫn cho các vị được. Bởi vì nếu mà học từng bài kinh như thế đó thì chúng ta phải học rất dài lâu. Còn vì vậy trong 3 tháng này tôi chỉ thấy những bài kinh nào mà nổi trội nhất, cơ bản nhất thì tôi giới thiệu cho các vị, để các vị có một cái khái niệm những cái cốt lõi của kinh trung bộ mà thôi, nhằm chúng ta nhận định đánh giá, và qua đó chúng ta có thể chắt góp và học được gì trong những bài kinh đó để ứng dụng cho chúng ta. Xin thưa các vị, Phật pháp chúng ta nên nhớ không mang cái nghĩa như một lý thuyết. Mặc dầu đạo Phật cũng là một học thuyết, nhưng mà không mang cái nghĩa để chúng ta biết để đàm tiếu hay là đàm luận về vấn đề của Phật pháp. Mà giá trị và ý nghĩa của lời Phật dạy là ở chỗ chúng ta ứng dụng được điều gì. Và đây là cái cốt tủy và cái cần nhất trong Phật pháp. Cho nên ở đây giá trị của lời Phật dạy nó cũng giống như chúng ta ăn cơm hay là giống như chúng ta uống thuốc vậy đó. Chúng ta có thể diễn tả được tất cả các cái phương thuốc, chúng ta có thể liệt kê được tất cả các phương thuốc, chúng ta lý giải được tất cả tính chất của thuốc, nhưng mà chưa bao giờ chúng ta uống, cho dù chúng ta có bệnh thì chúng ta cũng không thể hết bệnh. Cũng vậy, một con người có thể là nêu ra được tất cả các loại thức ăn, các thức ăn thượng hạ đều có, nhưng mà chúng ta chưa bao giờ ăn thì chúng ta có nêu tới già chúng ta cũng không có no và không có ý nghĩa gì. Cho nên vì vậy kinh Đức Phật dạy mang tính cách nhằm đối trị và ứng dụng. Chúng sinh đa bệnh, Phật pháp đa phương. Tùy những bệnh của chúng sinh, tùy những cái hoàn cảnh tâm địa của chúng sinh mà Phật pháp ứng dụng một phương diện khác nhau. Vì vậy không một bài kinh nào là một bài kinh khế cơ với tất cả mọi tầng lớp chúng sinh cả. Chúng ta nên nhớ như vậy. Mỗi một bản kinh nó có thể thích hợp với một vài
người nào đó hay là một cái số phần nhỏ của một con người nào đó, chứ không mang cái nghĩa là bài kinh này là tất cả. Chúng ta cũng hiểu như các phương thuốc vậy đó, không có loại thuốc nào mà có thể là chữa được tất cả các loại bệnh. Cho nên thông thường chúng ta nghe các loại thuốc gia truyền, các cây này cây kia hay cái này là chữa bá bệnh nha, cái đó chỉ là chúng ta nói để tán dương một cái tính cách đa dạng thôi, chứ không có loại nào mà bá bệnh cả. Nếu nó bá bệnh dạ gì người ta chế ra nhiều thứ khác như thế, mà cái nào càng bá bệnh chừng nào uống vô nó không có áp phê chừng đấy. Các vị cứ để ý đi, cái loại nào mà ta nói bá bệnh đó mà các vị nào chuyên dùng đó, đố các vị có hiệu quả. Thành ra các vị phải thấy rằng Phật pháp cũng vậy ạ. Do cái sự khéo léo tu tập của chúng ta phát hiện được chính bản thân mình, mình nặng về cái gì, về tham, về sân, về si, về cái gì đó, mình nặng về cái nào, thì mình lấy cái đó làm cơ sở để mà mình vận dụng một phương thuốc nào trong Phật dạy đó để mình ứng dụng. Học thì học rất nhiều môn, nhưng mà bản thân chúng ta trong quá trình tu tập phải có sự chọn lọc. Học thì nhiều nhưng mà tu tập thì không có thể tu tập tạp được như thế. Vận dụng mà tu tập tạp là các vị tự làm hại mình. Ở đây nói tạp tu có nghĩa là có những người không biết phương thức tu tập, không thể kế hợp được với phương pháp đó, mà nghe người ta đồn hay là nghe người đạo bạn nói à, cái pháp này hay nè, pháp này hay nè, pháp này hay nè, hay rồi cái gì cũng ôm vô, hay cũng bỏ cái này nhảy cái kia rồi cộng cái nọ, cuối cùng tu đến đâu trơn trời. Ta tu 10 năm ta tiến bộ biết là bao xa, mình tu 20 năm mà mình dậm chân tại chỗ hoài là chỗ này. Mình nhớ là như vậy. Cho nên ở đây học thì học rất nhiều, nhưng mà chúng ta quá đơn giản cho việc tu học của mình. Nghe người ta nói này hay, cái đang tu tịnh độ cái nói thiền hay, cái nhảy qua thiền, mới nhảy qua thiền được vài năm cái người ta nói Phật tông hay, cái bỏ thiền nhảy qua mật tông, rồi mới mốt núi Sam hay, cái xuống tới dưới tu à. Cho nên ở đây chúng ta thấy là Phật tử dễ bị mắc phải cái chỗ này. Phật tử chúng ta nó có một cái điều là không khẳng định được chính mình về nhận thức giáo pháp. Phần lớn là tôi thấy như vậy. Phật tử chỉ có tín ngưỡng sâu sắc thì có, nhưng mà để gọi là cái sự tự tin về vấn đề tu tập là không có. Tín ngưỡng có nghĩa là cái gì chúng ta cũng tôn trọng và dễ chấp nhận. Nhưng mà tại sao chúng ta không khẳng định được con đường tu tập của chính mình? Cái này cái thiếu sót của các vị. Cho nên có những người đi chùa học tu rất là miên mật, nhưng mà tất cả những cái gì của phiền não của cá nhân, hay là tánh sợ hãi lo âu, hay là tất cả những khổ đau, nó vẫn còn nguyên vẹn. Có những người chúng ta tự kỷ ám thị bằng cách là chúng ta nói, chúng ta giận, chúng ta sân, chúng ta tức cái gì đó, chúng ta đem Phật ra chúng ta lý giải. Thôi Phật dạy xả bỏ đi, việc này không quan trọng ha, đời lại vô thường vô ngã gì đó. Chúng ta nói thì được, nhưng mà chúng ta đem kinh ra lý giải, nhưng mà thật ra trong lòng chúng ta vẫn còn nguyên. Cái gì chúng ta cũng đem pháp số, cái gì chúng ta cũng đem Phật pháp ra chúng ta lý giải. Nhưng mà trái lại một điều, chúng ta có lý giải đó, nhưng mà trái lại là chúng ta lý giải mà chúng ta không ứng dụng. Ví dụ bây giờ trong gia đình hay là bạn bè các vị, hay là đạo bạn chúng ta, những huynh đệ cùng học, nói những điều làm cho chúng ta phiền não. Khi mà chúng ta phiền não, chúng ta giận lên, cái chúng ta mới lấy Phật pháp ra đối trị. Mình phải nhẫn nhục nha, tha thứ nha. Nhưng mà thật sự chúng ta nói cái miệng thôi, nhưng mà trong lòng chúng ta không có được thoải mái. Ví dụ bây giờ huynh đệ làm chúng ta hờn, nhưng mà khi chúng ta nói Phật dạy phải nhẫn nhục nha, phải tha thứ, phải bao dung này kia, cái miệng chúng ta nói vậy thôi, nhưng mà chúng ta gặp người đó chúng ta thoải mái không? Không, có nghĩa là chúng ta bằng mặt chứ không có bằng lòng. Có nghĩa là ở đây chúng ta tự lý giải vấn đề đó đó, nhưng mà không phải tự chúng ta ứng dụng được. Chúng ta có thấy cái này chúng ta bị lỗi không? Có nhiều người Phật tử tu hành á, thấy ngon lành lắm, nhưng mà cái độ giận của mình á, mình không có kiềm chế và mình không có giải tỏa được, mà xem như mình tu. Các vị tu với Phật, các vị tu với quý thầy, nhưng mà các vị không tu với chúng sinh. Các vị nhớ vậy, như vậy chưa phải là thật tu. Vì tín ngưỡng chúng ta chấp nhận điều đó thôi, còn tu thì chưa có. Mà đôi khi chúng ta cứ nghĩ rằng những điều đó là chúng ta tu. Thật ra nếu chúng ta tu thì không xảy ra những cái như vậy. Trên câu chuyện mà tôi kể hoài ở đây là câu chuyện mà tôi gặp tại Mỹ đó. Hai vợ chồng của cái người này mà lúc tôi sang tới Mỹ là hai vợ chồng đã trên 80 tuổi hết rồi.
mà hơn 20 năm hai ông bà ở chung một nhà mà không ai nói tới ai, phải không? Thì con cái nó khuyên với nhau không biết bao nhiêu, và con cái bây giờ lớn hết rồi, có những đứa con gần 60 tuổi rồi. Mà vậy đó, có cháu có chắc rồi vậy mà về khuyên ông bà không nghe được. Thì gặp tôi mới nói là muốn tôi qua tôi trao đổi ít lời với bà, để giúp cho bà nghe, để mà hiểu, để chuyển hóa, để tha thứ cho ba này kia, để cho gia đình có ba có mẹ hài hòa. Chứ bà im im vậy hoài rồi sao? Ổng thì có thiện chí nhưng mà bà không có. Thành ra kính cái chỗ đó thì tôi qua tôi ngồi nghe bà tâm sự. Thì cái chuyện đó nó là như vậy nè. Khi mà qua Mỹ đó, thì lúc đó ông bà cũng là 60 trên 60 rồi. Thì lúc mà vui vẻ với nhau đó, ổng mới tâm sự với bà. Ổng mới kể đó, ở Việt Nam á, ổng có đi ngoại tình một lần. Mà lúc đó ổng kể một lần cái gọi là từ ngày hôm đó cho tới mà lúc tôi qua là 20, 20 mấy năm rồi. Không, bà không bao giờ nói chuyện tới luôn. Thì khi mà sau đó rồi bao nhiêu lần xin lỗi bà cũng không chịu. Thì khi đến lúc tôi qua đó, thì thật ra bà là người cũng có vẻ tu hành lắm. Bà nói với tôi là nào là tôi đi chùa này chùa kia, tôi độ người này người kia, tôi đi chùa Đức Viên, tôi bố thí, tôi làm phước hàng ngày tu tập. Bà nói đủ hết. Tôi nói bà độ ai không biết, mà một chúng sinh sắp chết cái bà sao bà không độ. Cái đó là tôi muốn nói cái gì? Các vị hiểu rất nhiều nhưng mà các vị cái sự ứng dụng để tu học không có có. Nhưng mà các vị cảm thấy rằng mình làm những điều đó là mình tu. Có những người cứ cảm thấy rằng phải đi bố thí cúng dường ở châu Âu, châu Mỹ, châu Phi gì đó, đi làm cho những người nghèo ở đầu đường xó chợ nào đó, hay là những nơi bão lụt thiên tai gì đó. Còn những người địa phương làng xóm này nó không phải là chúng sinh, làm ở chỗ khác mới có phước. Còn ba cái loại này nó chọc tức tôi hoài, đâu có phước làm gì mà làm, đúng không? Tức là chúng ta phải nghĩ ai đó mới là có phước. Còn đây là con mình, người thân mình, làng xóm mình, mình nghĩ cái đó không có phước. Mình tu học kiểu như thế thì bao giờ các vị mới tiến bộ được. Cho nên phải tự xác định lại lòng mình và nhận thức trên con đường tu học làm sao. Không cần nhất thiết là phải học nhiều, nhưng mà quan trọng nhất là có hiệu quả trên vấn đề tu học là tốt. Học nhiều mà không có vận dụng cũng y như giá múc canh vậy đó. Múc quá trời luôn, hết nồi này đến nồi kia luôn, mà tự thân của cái giá nó không có hương vị gì cả, và bản thân nó cũng không biết là cái hương vị gì hết. Thành ra ở đây chúng ta nhớ lại những gì Đức Phật dạy, dường như phần lớn nó gắn liền với thực tế của chúng ta mà chúng ta phải để ý. Và hôm nay một bài kinh này tôi muốn đến với tất cả các vị, đó là bài kinh thứ tư, bài kinh mà Đức Phật dạy chúng ta về một vấn đề rất là căn bản để chúng ta ứng dụng tu học. Bài kinh này là bài kinh với tựa đề là Kinh Sợ Hãi và Khiếp Đảm. Một bài kinh này sau khi chúng ta đọc qua rồi, chúng ta mới cảm nhận được cái ân đức của Đức Thế Tôn. Và chúng ta đọc qua bản kinh này rồi, chúng ta mới thầm nhớ ơn, và chúng ta mới cảm phục Đức Phật của mình, một bậc thầy quá tuyệt vời. Phần lớn chúng ta vào chùa, chúng ta thấy nhìn thấy Đức Phật được sự tôn kính trang nghiêm và thờ cúng như thế đó, ngồi một cái vị trí như thế đó. Chúng ta không hình dung được một bối cảnh lịch sử trong cuộc đời thực tế của Đức Phật từ ngàn xưa. Và đôi khi chúng ta cứ nghĩ tất cả mọi thứ đều xảy ra đến Đức Phật như một cái gì suôn sẻ, như một cái gì hoàn toàn tốt đẹp, thánh thiện. Và cuộc đời của Đức Phật dường như không có một vấn đề gì xảy ra cả. Và Ngài là một người trên cả tuyệt vời, có nghĩa là cái gì cũng bình thản, tự do và tự tại, như là những gì chúng ta từng được học và từng được nghe. Nhưng mà nếu các vị đã từng nghe qua một số bài giảng của tôi, tôi cũng giới thiệu với các vị rằng Đức Phật chúng ta là một con người. Một con người lịch sử trên cuộc đời này, từ cảm xúc, tình cảm, tư duy cho đến thân xác của Ngài, là một con người có tâm sinh lý bình thường như tất cả chúng ta trên cuộc đời này. Và sở dĩ Ngài tuyệt vời hơn ở chỗ là từ một con người bình thường mà Ngài chấp nhận làm được tất cả những việc để trở thành phi thường. Cho nên tôi nói hoài với các vị, tôi nói là không phải Đức Phật làm việc của Đức Phật, không phải Đức Phật làm việc của ba đời chư Phật, và không phải Đức Phật chỉ làm việc của các Đức Phật từng làm, mà Đức Phật làm những việc chúng sinh không chịu làm, chứ không phải là Đức Phật làm những việc gì xa vời hết á. Những cái Đức Phật làm để trở thành Phật là làm những cái chúng sinh không chịu làm. Các vị có cảm thấy phải điều đó không? Bây giờ ví dụ các vị nào mà nghe
tôi giảng một bài giảng gần đây nhất ở tại Hà Nội, đó là bài giáo pháp ngược dòng. Tôi có chia sẻ cái này. Thật ra bây giờ ví dụ như Đức Phật thì một con người thay vì thành vua, nhưng mà Đức Phật cảm thấy rằng với cương vị vua đó là một sự ràng buộc, và việc làm đó là ngăn trở đạo lớn, thì Đức Phật có ý niệm từ bỏ. Nhưng mà các vị thấy cương vị vua đó, các vị biết rằng có hàng khối người để tranh danh để làm không? Tranh đoạt để làm, đấu đá để làm, đúng không? Đức Phật có một vị vợ, đó là Gia Du Đà La. Đức Phật có ý niệm từ bỏ để đi tìm con đường giải thoát. Còn chúng ta chẳng những có một mà còn muốn tới 10. Tức là cái Đức Phật từ bỏ để làm thì chúng ta lại hôm vô. Tiền bạc sự sản Đức Phật kêu nghĩ là ban tặng cho tất cả chúng sinh, những cái này cái khác, để mở rộng lòng từ, để tạo phước duyên. Còn chúng ta thì không, cái mà Đức Phật bỏ ra thì chúng ta gom vào. Đó. Như vậy thì ở đây Đức Phật trở thành Phật là Đức Phật làm những việc mà chúng sanh không chịu làm, chứ không phải việc đó là ngoài sức của chúng sinh. Cho nên Đức Phật phải khẳng định một câu: ta là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành, hoàn toàn đúng đắn và hợp lý. Tại sao vậy? Chúng sinh có khả năng đầy đủ để làm những việc này mà tại chúng ta không chịu làm mà thôi. Hoặc chúng ta nói rằng: Đức Phật ơi, để cho con luân hồi dài kiếp để tận hưởng cuộc đời, rồi con len men thành Phật sao? Chúng ta cứ tự tin là như thế. Cho nên ở đây chúng ta phải thấy được giữa phàm tâm của chúng ta, chúng ta tự bao che và tha thứ cho mình nhiều. Chúng ta không có tha thứ thiên hạ nha. Một lời nói, một cử chỉ, một hành động, bất cứ của ai, cho dù là cha, mẹ, vợ chồng, con cái, chúng ta hoàn toàn không thể nào tha thứ. Một hành động đó của thậm chí cha, mẹ, người thân, lỡ một chút gì chúng ta không bao giờ tha thứ. Nhưng tất cả những điều đó nếu đối với chính mình hoàn toàn bao che và tha thứ cho chính mình. Như vậy ở chỗ là chúng ta quá xét nét với người mà chúng ta không xét nét với mình. Chính vậy cho nên chúng ta mới là chúng sinh. Và cũng vì chỗ đó mà Tổ Huệ Năng mới nói là nếu người thật chân tu chẳng thấy lỗi thế gian, là chỗ này. Nếu một người thật sự tu hành đúng nghĩa và chân thật tu hành thì không có thấy lỗi người khác, mà thấy lỗi mình để tự khắc phục và sửa chữa mình. Đó là lời của các bậc tổ, những người chứng đạo đã nói. Và bài kinh này nếu chúng ta học được, chúng ta ngoài cái sự tưởng nhớ đến ơn đức của Đức Thế Tôn, thì chúng ta học được cho chúng ta một bài học rất lớn và có giá trị từ một cái tựa kinh là kinh Sợ Hãi và Kiếp Đảm này. Xin thưa các vị, cái nội dung kinh này đã được Đức Phật diễn tả lại sau cái quá trình của Ngài tu tập và đắc đạo. Và có một cái vị này gọi là vị Bà La Môn, tên là Chanusoni. Bà La Môn này đến thưa hỏi với Đức Thế Tôn về những cái cảm giác và trạng thái của mình. Và khi quá trình tu tập trong rừng sâu á, ở những nơi vắng vẻ đó, một mình, cái cảm giác khủng hoảng, sợ hãi, lo lắng, nó làm cho bất an, không thể thâm nhập thiền định và không thể có chánh niệm được. Tức là cái sợ hãi này nó lấn áp, nó làm cho con người không thể kiềm chế chính mình được. Và mới tìm đến Đức Thế Tôn, bởi vì biết Đức Phật từng là một nhà khổ hạnh, từng sống trong rừng sâu, từng có kinh nghiệm và sự chứng đắc này, chắc chắn rằng Đức Phật sẽ có một cái kinh nghiệm hay để giúp cho Bà La Môn này có thể kiềm chế được tâm mình tốt hơn trong quá trình tu tập ẩn cư ở trong rừng sâu, tức là sống một mình như thế. Thì khi đó đó Bà La Môn mới tìm đến Đức Thế Tôn. Thật ra bài kinh rất dài, tôi không đọc hết, nhưng mà tôi tóm tắt nội dung kinh này rồi phân tích để chúng ta cùng chia sẻ và học tập. Xin thưa các vị, sau khi đến đảnh lễ Đức Thế Tôn thì Bà La Môn Chanu Soni này mới nói với Đức Thế Tôn rằng những kinh nghiệm này Đức Thế Tôn là có, cho nên con không có thể kiềm chế được tâm, cho nên hôm nay con thấy Đức Thế Tôn đã thành tựu điều đó và hướng dẫn cho vô số người tu tập, thì con muốn học để làm cách nào để kiềm chế được nỗi lo lắng, sợ hãi, khiếp đảm khi sống một mình ẩn dật trong rừng sâu. Thì lúc đó Đức Phật mới kể lại cái quá trình tu tập của Ngài và những cái phương thức làm thế nào để kiềm chế tâm. Thì ở đây chúng ta thấy rằng trong cái nội dung kinh này, Đức Phật đã nói với tất cả các vị này như thế này:
Đức Phật nói với Bà La Môn như thế: tỳ kheo nào sống trong rừng núi hoang vu, rơi vào trong 15 trường hợp này, thời chắc chắn phải sợ hãi, khiếp đảm, bất thiện khởi lên. Ở đây trong kinh này là từng phần như thế. Thì ở trong mỗi một phần Đức Phật mới nói như vậy. Đây là tôi chỉ tóm tắt thôi. Khi là thân khẩu ý nghiệp không thanh tịnh thì sợ hãi, khiếp đảm và bất thiện khởi lên. Mạng sống không thanh tịnh, tham dục ái dục cường liệt, bốn tâm sân hận ác ý, năm hôn trầm thụy miên chi phối, sáu dao động tâm không an tĩnh, nghi hoặc do dự, tám khen mình chê người, chín run rẩy sợ hãi, mười ham muốn lợi danh, 11 lười biếng không tinh tấn, 12 thất niệm không chú tâm, 13 không định tĩnh, 14 tâm tán loạn, 15 ngu độn và si ám. Đức Phật dạy trong 15 trường hợp này, nếu ai rơi vào trong 15 trường hợp này thời thời chắc chắn sợ hãi, khiếp đảm và bất thiện khởi lên. Và Đức Phật không có 15 trường hợp này nên Ngài sống trong rừng núi hoang vu, không có sợ hãi, an trú trong các thiện pháp nên cảm thấy lòng tự tin xác chứng hơn khi sống ở thành thị. Tức là Ngài cho rằng khi không có cái tâm này thì sống một cái đời sống ẩn cư, sống một đời sống trong rừng núi thì sẽ thanh tịnh và tốt hơn và dễ nhiếp phục tâm mình hơn là khi sống giữa thành thị đông đúc như thế này. Qua bài kinh này chúng ta thấy rằng, ở đây tôi đọc một đoạn ngắn để các vị thấy cái lý giải của Đức Phật. Này Đà La Môn, tùy thuộc vào vấn đề này ta suy nghĩ như sau: những sa môn hay bà la môn nào tham dục có ái dục cường liệt, sống tại các trú xứ xa vắng trong rừng núi hoang vu, do nguyên nhân nhiễm trước tham dục có ái dục cường liệt, những tôn giả sa môn hay bà la môn ấy chắc chắn làm cho sợ hãi, khiếp đảm, bất thiện khởi lên. Ta không có tham dục ái dục cường liệt, sống tại các trú xứ xa vắng trong rừng núi hoang vu, tôn giả sa môn hay bà la môn ấy chắc chắn làm cho sợ hãi, khiếp đảm, bất thiện khởi lên. Ta không có tham dục ái dục cường liệt, sống tại các trú xứ xa vắng trong rừng núi hoang vu. Ta không có tham dục, ta là một trong những bậc thánh không có tham dục, sống tại các trú xứ xa vắng trong rừng núi hoang vu. Này bà la môn, ta tự quan sát, ta không có tham dục như vậy, ta cảm thấy lòng tự tin được xác chứng hơn khi sống trong rừng núi. Ở đây chúng ta thấy rằng một phần của vấn đề này chúng tôi được đọc cho các vị nghe, cái cách lập luận về kinh Trung Bộ nó như thế. Phần lớn tất cả các kinh bộ là những lời được lặp đi lặp lại rất là nhiều lần. Tại vì sao vậy? Chúng ta biết rằng thánh đệ tử của Đức Phật ngày xưa muốn nhớ tất cả đoạn kinh như thế này là ghi nhớ bằng ký ức, chứ không phải là ghi chép bằng chữ. Cho nên các văn kinh được lặp đi lặp lại là nhằm ôn lại, lặp đi nhiều lần để làm cho chúng ta được ghi nhớ tốt hơn. Cho nên chính chỗ đó chúng ta thấy rằng nếu tự thân một người cư sĩ, chúng ta cầm một bản kinh như thế này, chúng ta đọc hồi chúng ta không hiểu gì chân á. Này bà La Môn như thế, ta nói như thế, thế bà La Môn nghe như thế này, cứ lặp đi lặp lại như thế, chúng ta đọc hồi không biết Đức Phật nói cái gì. Cho nên sở dĩ các thầy ít khi nào trích dẫn từng văn đoạn kinh như thế này với các vị. Các thầy chỉ tóm tắt ý nghĩa của các bộ kinh như thế này và diễn dịch cho tất cả các vị để hiểu. Như vậy trong bài kinh này Đức Phật nói lên rằng những bà la môn nào hay là các tỳ kheo nào mà còn những cái trạng thái tâm mà như tôi vừa nói như thế, có nghĩa là thân khẩu ý nghiệp không thanh tịnh nè, hay là mạng sống không thanh tịnh nè, tham dục ái dục cường liệt nè, tâm sân hận ác ý nè, hôn trầm thụy miên chi phối nè, dao động tâm không an tĩnh, nghi hoặc do dự nè, khen mình chê người, run rẩy sợ hãi, ham muốn lợi danh, lười biếng không tinh tấn, thất niệm không chú tâm, không định tĩnh, tâm tán loạn, ngu độn si ám. Cái này đã làm cho tất cả các bà la môn hay là các tỳ kheo hay là những người muốn sống độc cư thì không được thanh tịnh. Cái này chúng ta nên nhớ vậy. Thật ra mà nói chỉ một trong những cái như thế này đã làm cho chúng ta không thanh tịnh rồi. Chúng ta nên nhớ rằng sợ hãi khiếp đảm này, chúng ta đọc như thế này chúng ta mới thấy rằng Đức Phật chúng ta ngày xưa khi muốn khắc chế điều này không phải chuyện dễ đâu các vị. Chúng ta nhìn Đức Phật ngồi trên bàn, chúng ta thấy rằng
Đức Phật chúng ta quá tuyệt vời, đúng không? Chúng ta nghĩ rằng cái gì của Đức Phật cũng là number one cả. Và các vị cứ nghĩ rằng Đức Phật tự do tự tại như một cái bậc thầy thiên nhân chi đạo sư như thế. Không phải đâu các vị. Các vị cảm thấy cái vấn đề này á, chúng ta phải suy nghĩ lại là Đức Phật diễn tả lại trong kinh rồi chúng ta mới thấy thương Đức Phật chúng ta. Ngày xưa các vị biết rằng Đức Phật ở trong kinh thành là một thái tử, có quân lính ngự lâm quân, có tất cả các người hầu bảo vệ. Một giấc ngủ thôi là không biết bao nhiêu người hầu và lính canh gác. Như vậy làm gì có thể chúng ta lo lắng? Hay là nói khác hơn, đại chúng chúng ta nè, nhập hạ là một trăm mấy chục chư ni ở trong này, ai mà sợ ma nữa thì đem bỏ luôn đi ha. Ha. Thật ra mà nói đó, chúng ta phải hình dung lại rằng một cánh rừng hoang vu như vậy mà những người khất sĩ hay những người tu tập hay những sa môn bà la môn hay là những sa môn thích tử tu theo con đường của Đức Phật dạy, sống xa lìa làng xóm, sống ẩn cư trong rừng núi. Các vị thử tưởng tượng là khi nào xung quanh mình là một đám rừng rậm rạp và như thế. Ngoài vấn đề sợ ma tôi không có nói, ma quỷ cái gì ghê gớm đó tôi chưa có nói. Nào là rắn độc, nào là thú dữ, nào là các loại nguy hiểm rình rập xung quanh mình. Các vị sống giữa đô thị, các vị làm gì cảm nhận được điều này? Thử hôm nào các vị đi lạc vô một cái rừng cao su thôi, chứ đừng có nói là tới mấy cái rừng hoang vắng như thời Đức Phật. Các vị sẽ cảm thấy rằng chúng ta khiếp đảm như thế nào. Các vị thấy một đứa trẻ nó đi lạc một cái, các vị thấy nó như thế nào? Bản thân con người chúng ta nó có cái nỗi sợ hãi từ nhỏ, là chứ không phải là đến lớn mới sợ đâu. Cái nỗi sợ hãi này khi chúng ta được sinh ra đời để có mặt trên cuộc đời là lòng chúng ta đã sợ hãi rồi. Hồi chúng ta còn bé chúng ta không có sợ đói, chúng ta không sợ rách, thậm chí chúng ta không sợ người yêu bỏ đồ này kia, chúng ta không sợ thất nghiệp đồ. Hồi nhỏ chúng ta không có ý niệm sợ hãi này. Hồi nhỏ chúng ta sợ nghe nói là ông kẻ đó con, sợ không? Ở đây có ai không sợ ông kẻ không? Bây giờ thì không sợ, nhưng mà ngày xưa mà nói ông kẻ một cái coi, chạy bán sống bán chết không? Hả? Bây giờ nói ông kẻ thì mình quá biết ông kẻ là cái gì rồi. Thành ra bình thường. Nhưng mà bây giờ nói ma còn sợ không? Hả? Ừ, đây là chúc mừng các vị thử bữa nào đi tha ma ngồi bữa mà nói không sợ mới tính không? Ngồi ở tại chùa Phước Thiện thì quá trời đông rồi, nói không sợ là đúng rồi. Chừng nào mà đi vô trong bãi tha ma nghĩa địa một mình ngồi thiền trong cổng mà nói thầy tôi không có sợ gì hết á, lúc đó tôi mới khâm phục. À, chứ còn ngồi đương nhiên trước đại chúng này nói không là chuyện quá bình thường, thật sự là không. Nhưng mà không ngay giờ này á, lỡ mà ở một mình trên phòng mà cúp điện cái coi sợ không? À, xin thưa các vị, từ nhỏ chúng ta đã sợ rồi. Chúng ta sợ người lớn nó làm cho chúng ta sợ. Bản thân một đứa trẻ khi sống quá im lặng, ví dụ một đứa trẻ mà nó nằm trên giường như thế, nhưng mà xung quanh nó hoàn toàn không có tiếng động và không có bóng người, cho dù là bóng anh chị cha mẹ gì đó, nó sẽ khóc thé lên vì nó cảm giác một cái gì đó trống trải trong tâm hồn của nó, và nó đem đến cái vấn đề sợ hãi. Chúng ta nên nhớ là như vậy. Rồi khi nó khóc cái chúng ta làm gì? Mày khóc đi, ông kẻ bắt mày đó. À, rồi sao? Sợ ông kẻ mà phải nín. Thậm chí ma, chúng ta có ai thấy ma chưa? Ở đây có ai thấy chưa? Nhưng mà sợ không? Ồ vẫn sợ. Ồ nó là như thế á, ma thì không có thấy, ông kẻ cũng không thấy, nhưng mà sợ. Như vậy á, ở đây khi còn trẻ, cái sợ chúng ta chưa rõ ràng, chúng ta sợ rất mơ hồ. Nhưng mà khi lớn lên rồi, đừng nói là không sợ ma, không sợ cái đó. Cái đó có, nhưng mà lớn lên chúng ta có ý thức sống tập thể. Chúng ta tìm một vị trí để cho mình dừng chân và có mặt, ở trong vị trí nào mình cảm thấy an toàn. Vì vậy cho nên là nơi nào dân cư thì dân cư rất là đông đúc, còn nơi nào trống vắng là bỏ trống như một sa mạc. Tại vì sao vậy? Những nơi đó rất ít người dám ở một mình như thế. Con người chúng ta sống thành đoàn, thú dữ cũng vậy. Các loài cầm thú hay là các loài sống trong hoang dã, nó cũng tìm một đời sống tập thể. Các vị nên nhớ là như vậy. Nó phải nương tựa vào nhau để tồn tại, thì con người chúng ta cũng nương tựa vào nhau để tồn tại. Thành ra cái nỗi sợ hãi khiếp đảm này, khi lớn lên rồi chúng ta còn nhiều cái sợ hãi ghi gớm nữa. Lớn lên nào là chúng ta sợ về cái gì?
công ăn việc làm không ổn định, sợ người ta chê mình xấu, sợ bệnh tật, sợ mình nghèo, sợ người yêu bỏ, sợ hôm nay gia đình mình thế này mai không biết có còn hay là tan nát, sợ thế này thế kia, đủ thứ như vậy. Sợ danh phận địa vị của mình có người can thiệp. Tất cả chúng ta cứ dồn nén trong đầu mình bao nhiêu điều sợ hãi và lo lắng của một người phàm phu, thì chúng ta nên nhớ rằng tâm trạng này đối với Đức Phật ngày xưa, Ngài không sợ danh lợi, Ngài không sợ địa vị, Ngài không sợ được mất, Ngài không sợ tình yêu chối bỏ, Ngài không sợ tất cả những gì khi Ngài rời khỏi kinh thành. Nhưng mà về bẩm sinh của một con người, ở trong lòng Ngài cũng vẫn còn sợ những cái giống ma quái, các loài thú dữ, và sợ những cái xâm tổn đến thân xác của mình trong những ngày đầu tu tập như thế. Các vị nên nhớ, Ngài diễn tả lại trong kinh mà chúng ta đọc, chúng ta thấy rất là khiếp đảm. Tôi đọc một đoạn, các vị sẽ thấy rằng Đức Phật diễn tả lại cái cảm giác mà Đức Phật cảm thấy sợ hãi như thế này. Tức là trong kinh Đức Phật diễn tả lại là, các vị biết có những khi Đức Phật đi đến những cái nơi mà hoang vắng như vậy, trong những lúc các vị ngồi thiền, chỉ một nhánh cây khô mà nó gãy thôi, thì bao nhiêu cảm giác rằng nó hiện ra trong tâm của Đức Phật là Đức Phật không biết lúc đó là một con rắn độc dữ hay là một mãng xà nó sắp tới, hay là một loại ma quái nào nó đang đi trên các cành cây, hay là một cái loại độc hại nào đó nó chuẩn bị gình gặp xung quanh mình, và làm cho Đức Phật thấy khủng hoảng. Và Đức Phật nói rằng trong những lúc đó lông tóc dựng ngược như thế, thường thường là trong kinh diễn tả như vậy, và cảm thấy khiếp đảm khởi lên, sợ hãi âu lo, và nó làm chúng ta không thể tập trung vào các cái loại thiền định hay là chánh niệm được. Và Đức Phật diễn tả lời chúng ta thấy rất là thương Ngài, và làm sao những bước đầu Ngài phải khắc phục và kiềm chế được, làm sao để đừng sợ hãi những cái như thế này, đừng có những ý niệm như thế này. Và các vị biết rằng Đức Phật thử mình trong những cái cách như thế này. Đức Phật chọn những ngày mà trời thiệt tối, tức là những cái đêm không có trăng, và Đức Phật mới chọn đến một cánh rừng, một khu nào đó mà thường được cho là ma quái và ghê gớm nhất, và Đức Phật đến đó để thử lòng mình và để tập kiềm chế tâm mình. Và Đức Phật nói rằng là trong những cái cảm giác ghê gớm như vậy, thì đến những chú xứ vào những đêm không trăng như vậy, Đức Phật nói là những cái cảm giác đó nó đem đến một cách sợ hãi ghê gớm lắm. Nhưng mà Đức Phật tập kiềm chế tâm của mình. Đức Phật tập kiềm chế tâm ở chỗ là, cho dù Đức Phật đang đi kinh hành, Đức Phật đang ngồi, Đức Phật đang nằm, tất cả những cái tư thế này của bốn quay nghi, mà lúc nào bất cứ khi nào khiếp đảm khởi lên, thì Đức Phật ví dụ đang đi kinh hành mà khiếp đảm khởi lên, thì trong dáng đi đó Ngài tự kiềm chế tâm. Trong lúc Ngài ngồi mà cái khiếp đảm khởi lên, thì ngay lúc ngồi đó Ngài kiềm chế tâm. Trong lúc Ngài nằm mà cái khiếp đảm khởi lên, thì ngay cái nằm đó Ngài kiềm chế tâm. Ngài không làm giống những vị Bà La Môn khác là khi lúc đang đi mà khiếp đảm khởi lên bắt đầu chạy ha, rồi lúc đang ngồi mà khiếp đảm khởi lên mới tìm cái tư thế khác để đổi, hay là lúc đang nằm mà khiếp đảm khởi lên bật ngồi dậy nghĩ cái cách để lánh thân. Những cái trạng thái này của các Sa Môn Bà La Môn khác có, nhưng mà Ngài nói rằng Ngài không làm cách đó. Ngài đang nằm mà khiếp đảm khởi lên thì ngay lúc nằm đó Ngài nhiếp phục cái khiếp đảm này. Ngay lúc Ngài kinh hành mà khiếp đảm khởi lên thì trong bước kinh hành đó Ngài nhiếp phục tâm mình. Trong bài kinh này diễn tả lại từng phần như thế. Và một số Bà La Môn khác làm cái kiểu như thế này. Tức là các Bà La Môn quán chiếu rằng Ngài là đêm, đêm là Ngài. Các Bà La Môn khác vậy đó. Ví dụ ban đêm quá sợ hãi, tức là thay vì chúng ta sợ là sợ ban đêm, đêm tối chúng ta mới sợ đúng không? Thì bây giờ các Bà La Môn phải quán chiếu vậy là chúng ta cho đêm như là Ngài, tức là tự giả tưởng như vậy đó, để chúng ta kiềm chế được sự sợ hãi. Và khi bằng Ngài thì quá an toàn rồi, đâu có sợ gì. Cho nên cho Ngài là đêm thì cảm thấy an toàn không? Cảm thấy giống như cảm giác an toàn, tức là bây giờ ban đêm mà thực tế nó là Ngài, cho nên đâu có gì lo lắng. Còn bây giờ đến mà đang đêm mà mình cho là Ngài, thì khi mà tối về mà mình cho là bằng Ngài, tức là mình tự giả định mình như vậy để cảm thấy đem đến sự an tâm. Thì Đức Phật cho những kẻ đó là si ám độn. Đức Phật nói nhìn Ngài không ra Ngài mà đêm không ra đêm, như vậy si ám như vậy thì kẻ này cũng không điều phục được tâm mình. Ta là một bậc Như Lai chánh đẳng giác, ta là một con người xuất hiện trên cuộc đời vì lợi ích cho chúng sinh,
thì phải có trí tuệ, phải có chánh kiến, phải nhìn đúng đàng hoàng. Ngày là ngày mà đêm là đêm, chứ không thể nhìn một cách lộn ngược như vậy. Và cách lộn ngược này Đức Phật cho đó là cách nhìn si ám. Như vậy thì các vị thấy rằng những gì Đức Phật dạy trong đây để kiềm chế tâm, các vị thấy rất là đặc biệt. Và chúng ta đọc qua những cái mười mấy trường hợp như thế này, chúng ta thấy rằng những trường hợp này xảy ra với chúng ta, cho dù tâm niệm của các vị có một trong mười mấy điều này thôi, các vị cũng khó giữ mình được trong thanh tịnh và chánh niệm nữa. Xin thưa thật với các vị là như vậy. Cho nên ở đây khi chúng ta đọc qua bài kinh này, chúng ta thấy trường hợp đầu tiên mà Đức Phật nói là thân khẩu ý nghiệp không thanh tịnh, thì chúng ta sẽ không kiềm chế được cái sự khiếp đảm, lo lắng và sợ hãi này. Chúng ta nhớ kỹ rằng con người chúng ta đó, sở dĩ sợ hãi lo âu là từ cái gì? Từ cái tham ái và chấp ngã mà nó làm chúng ta sợ hãi lắm đó. Cái này chúng ta nên nhớ, tất cả những nỗi sợ hãi là gì? Cái được mất, thậm chí cho tới được mất của thân xác chúng ta. Cho nên vì vậy cái còn cái cảm giác và suy tư này, cho nên nó tạo ra cái cách để bảo vệ bản ngã của mình. Và cái bảo vệ bản ngã bằng cách là hay tưởng tượng những cái gì đó để mình có thể đối trị được với cái đó. Tức là mình tự đối trị trong tâm chứ không phải là thực tế. Cho nên các vị tự làm các vị khủng hoảng về tâm lý các vị bằng những điều thực tế không thể xảy ra hoặc chưa xảy ra. Chúng ta cứ nghĩ rằng một ngày nào đó như thế, hay là chúng ta cứ nghĩ rằng việc đó nó sắp xảy ra với mình, hay là bất cứ một hiện tượng nào đó khởi lên, chúng ta cứ cảm thấy khủng hoảng. Chúng ta thấy nhìn một người bệnh ở hàng xóm, trong lòng chúng ta tự nghĩ chúng ta không biết có bệnh hay không nữa, chúng ta cũng có cái tình trạng giống giống vậy đó. Bây giờ ví dụ như bà này, bà bị ung thư, cái hỏi trước khi bà bị ung thư bà sao, nói là tôi cảm thấy khó ngủ, tôi cảm thấy ăn không tiêu này kia, cái của mình hổng rời mình cũng khó ngủ ăn không tiêu ta, không biết có không, đúng không? Tức là chúng ta cứ cho ra những cái điều đó, chúng ta cứ khủng bố tâm lý mình lên, lo lắng và sợ hãi. Mình đang công ăn việc làm của mình như vậy, mình tự nhiên mình sợ hãi nó, cái gì nó mất mát đến nơi rồi, cái gì đó nó xảy ra với mình rồi. Cái tự nhiên rằng trong thực tế tay mình đang giữ sự nghiệp của mình đây này, nhưng mà cảm thấy chùn bước và lo lắng, và cảm thấy tự mình dối lòng mình, mình phải đặt ra nhiều vấn đề để mình cố tình mà bảo vệ, trong khi mọi việc nó không là gì. Cho nên chính cái tham tài, tham sắc, tham danh, tham lợi, tham chấp ngã bản thân, tham ái, tham ăn, chúng ta còn nhiều chừng nào thì chúng ta đem đến khiếp đảm và sợ hãi nhiều chừng đấy. Và những người tu như các vị ở đây, tức là chúng ta là người tu, hãy tập sống đơn giản. Cái đơn giản này nó quan trọng, nó giúp chúng ta bớt lo lắng. Nếu con người nào sống khép mình trong cái giới luật của Phật dạy, sống tự thân của mình, hạn chế tất cả những nhu cầu xung quanh bản thân mình, người nào biết kiềm chế giữ gìn bản thân mình, và chúng ta hạn chế sống một đời sống khiêm tốn, thì chúng ta có khả năng nhiếp phục được nội tâm cao hơn. Bây giờ ví dụ tôi nói đơn giản như thế thôi. Nếu các vị là người có tài sản quá nhiều, mà các vị khóa cái cửa nhà mà để đi đến đây ngồi nghe pháp, và một người hoàn toàn nhà bình thường, không có vấn đề gì, nhà bình thường thôi, những nhu cầu bình thường, phá cửa nhà đến đây nghe pháp, ai là người bất an? Hả? Người có tài sản nhiều bất an, ngồi nghe ông thầy Phước Tiến nói về, nhưng mà không biết ăn trộm nhà có cại cửa tôi không nữa à. Tức là chúng ta cứ cảm thấy sợ sợ, và khi sợ sợ vậy chúng ta có còn tập trung để nghe pháp không? Không. Cho nên chính cái những cái còn dính mắc, còn cố chấp, còn bám vậy đó, nó làm cho con người chúng ta cảm thấy sợ hãi và bất an khởi lên. Cái đó là một chuyện nhỏ. Cho nên các vị thấy rằng trong khóa tu một ngày an lạc tại tu viện của tôi, trong đó có 6 điều, tức là điều này phải tuyệt đối để giữ. Và trong đó có một điều là không được mang giày dép tốt, không được mang theo tiền, không được mang tất cả những gì quý giá mang theo bên mình trong ngày tu tập. Phải như thế. Mang đôi dép cho tốt, đi đến đây, lên trên lầu ngồi nghe pháp, để dép dưới, ngồi nghe pháp mà cứ nghĩ rằng không biết có ai mang dép tôi hay lấy dép tôi nữa không à. Chỉ có một chiếc dép thôi là đã trong lòng rối loạn rồi. Các vị tự làm khổ mình bằng những cái đó thì lại là không tốt. Cho nên tôi muốn nói với các vị là ở đây khi Đức Phật dạy một điều đầu tiên là thân khẩu ý nghiệp không thanh tịnh, nó sẽ làm cho chúng ta sợ hãi và khiếp đảm. Nè. Cho nên các vị nào, sự thật tôi nói với các vị là không mang cái nghĩa là
tôi xúi các vị từ bỏ hết tất cả những nhu cầu. Đời sống của người xuất gia thì dĩ nhiên là như thế. Nhưng mà các vị ở đây còn là những người cư sĩ, tôi cũng không nghĩ rằng các vị từ bỏ tất cả những nhu cầu vật chất sở hữu có được của mình. Nhưng tôi nghĩ các vị là nên nhớ vậy. Cái gì khi nó đã mất thì các vị sợ hãi cách mấy? Nó mất không? Mất. Chúng ta nên nhớ vậy.